sao ai mặc khăn nhìn cơn ly hùa cho ai mặc nong tè mưa hiền nồng uống chờ nong bóng mặc ai chờ lờ lầy ai dù kém nong chẳng muốn lại chẳng có cầu tạm trong nong tìm mía ai cả cây bấy sông hầu bao bằng cằn nửa nửa nì kín lâu âu kỳ non má muộn lại chờ ai em hầu bên phố bên mía nồng hạc bên mía ai mưa nì chẳng chăn lại ai hù chùa con mi bao mi phở xưa nồng thật sự chẳng là luôn tới củ trên bay tòi hít tay lòng cùng ai nhiệm sang láng thu phà cùng hết nhiệm sang năm lầy hồi bó lũ nha chị ai khó hay mắt tóc cùng khuôn nơ lũ nơ nha chị em bút mìn mơ chơ bên say ăn trắng trừ ai ó em xình nơ lũ là lũ xài mo em nơ em thương bơ mi ngân căm bắt xót sở co lũ là bơ mi ngân hà hào có kèm sở lưa lũ uy tơ lờ và hàng quán tay màu ạc tay nơ lũ là lũ hồ co tầm cao bên đi bày đồ là em cởi chiếc này dệt bờ nằm thân mẹ già hà leo lê trong chiếc này dệt bờ nằm thân bò cú là cởi dệt bờ hồn nắng nơi hở chọc trời mà cởi dệt bờ hồn là đất hở chọc trời mẹ em cái ngày lấy nơi đồ là đồ hùa mo em nư ở thành đi sang bọn cú già tàn ai ở dạn to đủ có hảo có khăn có hảo có mi tay một tay bàn muốn ăn bàn cháu hay cởi nhang mi trước dòng khó chăn cả bông sông khá hở như tàu đạp nà hò mía một tàu dòng chúc hở ai em hào hoạt mặt duyên xếp vì nhắm mi luồn nào xa vì nhắm mi luồn say sẽ bắt làn bạt cắm hở như tàu hào hoạt mặt duyên là nơi em nơi ai mặc nồng sáng ta bên bao mì chớ mọt cà chua cốn nóng chi hằng áo ai lại mì nóng hằng liêu ai nhà buôn hùa trăng chẳng chăn lại ai hồ chùa con mi bao mi phở xưa nồng nhà biêu nóng nơ nhà ở nóng chém chờ
ก็อะไรมือหลีแม่จันมือจันแม่แจ๊คมือแดงแม่ก้อนปีเช่นเดือนมา
quên cùng với chương trình anh Tú. Một tràng pháo tay Club Nông Nghiệp Premier. Đây là quý vị khách quý thân mến, tôi ra và có thể có điện thoại hôm nay là nhờ ơn cái thành diễn dụng cô và biến của Phật làm cha làm mẹ. Ngay sau đây tôi sẽ được trân trọng kính mời song thân của cô dâu và có thể sẽ cùng di chuyển về phía trung tâm kết cấu ngày hôm nay để ra mắt và có thể cùng với con khách cùng hai người con yêu quý của mình đi. Xin được trân trọng kính mời các bác ạ. Sở chương bờ chương mẹ chương phi nằm hạc sườn hay có hợp chân lì chân ăn từ sổ hợp chân lì ớt nà sòng nồng hơn thao nhiều xuất khỏi dưới tăng bàn tổ chức ngày 6/6/60 phù phèn cú phèn ta phù phèn ta phèn nay họ cần khuyên hát các sân khấu bé ớt nà khai tà sòng phái chua hương tên đường mới nụ tẩu nụ đàn đầy 6/6/60 kinh bà 60 Xin mời cho thể quý vị ở phía dưới, chúng ta đừng ngại ngần gì quý vị ơi. Hãy cùng nhau rút ra cho mình những điện thoại iPhone, Oppo, Samsung của mình để cùng chụp lại, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này đã. Xin mời cho thể quý vị. Thương mở xung hỏi với các ban tổ chức chương trình này có áo sở mơi thuộc bên phố, bên ta, thuộc bên ta, bên ai, bên ải, bên em nọ. Học bằng kiểm mát các sản phẩm mới nì. Phải ổn ảnh thật là con lưu của mấy đồ đàn không? Đưa lại này có áo sở mơi, các bạn sở mơi của mẹ, xanh lại. Phủ dưới ngọng rú na mi mà có màu, liêng đô tàu ở nhà súng dao. Phủ em bé ba ở xoay phở phủ chờ
bàn. Phủ nhắn mi lù mi làn bó phăng en hô. Phủ hê mi chú sơ chú phủ chờ đi biết nơ phi nông nơ. Phi nông của cảnh tố mưa kê chơi bảo. Anh xô lại con ai kì bó mê nọ. Vâng thưa quý vị khách quý tân mến, một lần nữa xin được thay mặt gia đình cũng như được gửi lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn quý quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình cùng trở về đây tham dự buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc các cụ ông thì sống lâu trong tuổi, các cụ bà thì sống đến đầu bạc răng long, quý cô quý bác quý anh chúc cho lời chúc sức thành dẻo dai, quý cậu quý mợ quý hai chúc cho lời chúc ngày mai làm tiền, nam thanh thì được vợ hiền, nữ tú thì được chồng liền tháng sau, còn các cháu nhỏ lau tao chúc cho các cháu ngày sau đệm người, cuộc sống thì luôn tuôn giá tiếng cười, luôn đạt điểm người ở mọi nội dung. Vâng ạ, thưa quý vị khách quý thân mến, yêu và lần yêu là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người. Tình yêu làm cho con người chúng ta trở nên yêu đời và yêu cuộc sống hơn. Tình yêu làm cho con người chúng ta siết lại gần nhau hơn. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lộn mà mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng biết mà không vang cũng liều. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta đã vượt qua vạch biên giới của tình yêu để bắt đến với nhau bằng một tình yêu chung thủy. Và để rồi hôm nay vui xóm vui làng, vui anh vui chị rõ ràng đẹp đôi, hương loan sum họp đời đời, lá vàng chung thủy hát ngàn lời ca. Anh nguyện cùng em bay giữa trời xa, anh nguyện cùng em xây cho đời thêm hạnh phúc ạ. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, con người thì có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới nở thành xanh lá, nước có nguồn mới bể lặng không sâu, mà lên non thì mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao sự thành. Vâng, thưa quý vị, qua sông thì phải có bến có đò, làm cha làm mẹ thì có đôi lời dặn câu. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho hai bên gia đình sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới gia đình quý vị quan khách đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Chiêu phép bồ bề kỳ long ả yên bản nắc nó trầm thành miền hữu trai nói đón chiêu phép múa lẩu bát khẩu chiêu chầu lung chầu tà chiêu ào ả hầm đáp chiêu các ngành chính miếng chiêu xã biển cuồng tù cỏ chiếc nọ chiếc bón lòng lùng sợ tám bản chiếu nhám trao khẩu lăng của bác bài chay mình múa lúc phù tà cây của dịch cái lá cả của dịch khẩu vừa điện của lấy khao chào lại gian cỏ trắng sống xuống các món nào lùng sao mắt thì lớn diệt chào nhớ tỏ buồn lúc là buồn tà nướng buồn pha nướng buồn quá lắm để về cùng cỏ trắng xì ngộ ôm đi cỏ nói ỏi hạc kiếm các bà hạc các khẩu riêng sùng cùng nhá nhá cả mà bà nó nhá riêng cha bản riêng chu trò tướng biết cùi cánh nổi ứ nó tả được ta biết bản khá lại bản làm vì lại bản phả tỏ đó lên bản hầu đường quân để quên bản thương nó được khẩu trai báo lu ải lu co lu mềm mới lại ế ô hả bà chắc bón tù đàn sầu lắc không có bay cày cỏ vô có mặt cỏ chắc bón long lung ơn xong mới lại mới cỏ ơ phải hạt phải chơi mình múa lúc phù ta cày cỏ hết chật cắt lá khả cho đọc đầu cầu thế này sòng thì hám xàm kỳ cái hả bà chắc bón ải ế cỏ hoàn cảnh cũng nhờ tôi nói lấy sổ lần lúc lần ta của hạt khách sống xuân mới dậy lớp nhật trào nhớ tỏ bụt lúc nà bụt tà nướng bụt pha nướng bụt quân đứng trẻ về cùng buồn pha cỏ hùng hó có chút cuộc vườn quà có chút bá vườn sai ngài bắt người tìm quà sẽ già nhắm bành hầu chẳng lại giúp hết vườn tàu cầu vườn tìm là sửa mẹ trắng nhà ba nó mẹ trắng quầy đây là quê cày mình quê trẻ cho phái kém có lò ép cùng về hầu rú ải sàn ú hầu non mẹ bên đi chưa hấp nhật trở giòn nháp nào trắng nhá lòng ào làm à nay nó nhá lòng bà lò mẹ trắng sùng nhớ tiếng ba trăm bản tiên chu cho thứ mấy cù cánh lồi chẳng quan đồ làm sao mấy cỏ trắng đẹp thế ta mỹ xào mồi đẹp mồi mỹ xào kiều các bà lắc cỏ có bảy cày vô có mặt sáng có đủ làn sầu ở cỏ trắng sửa có hùa lúc mà sửa phạt đã lúc này quầy cảnh áp tù hơn mỡ lừa tối tối ổn chúng quần lắc xào tối hình lòng có chán hơn chu chân phóng nhưng là cuống cù ổ chu đường cuống quay qua mái tàn phải má leo men tàn ghén thỏi nghiêng mười lại cam vét sườn quan chu chân cưm số ảo khá báo khá xả chân cưm số bò số mẹ con mẹ chân hạt chặt tay chân ủ lái xả làm một ngân chân cứ ổ vay phải ó kiếm nhất bất tản phản bất trả vì hai nam bao bao cỏ trắng to hỏng hạt nước chảo hỏng phở nước bay xin mắng cỏ trắng quát bình phò bình men chảo lúc chảo tà cỏ bất xỉm phải cày bất đất phải ướn cỏ trắng cá chảo hạt phải cái này thì cũng như sao chưa lu xương mờ hoa dưng mấy cỏ bị chưa gần mà cỏ trắng có sống lù sống tàu đang kiếm chặt khắp bò khắp men chảo lúc chảo tà cũng được tiếng ngang má nhám đi mưa đi mấy cỏ bị chưa gần mà mấy cỏ lẽ sò được con men chảo lúc chảo tà cỏ hạt cỏ bay
biết ngả cành váy hùa trầu, xin mất cả trắng xuống xuống trong món đủ làn sầu. Má xuống má hà mở kia bắp tân nắp xuống hà trong món lâu con nùng, láng né trong món lâu nùng có bà xuống khỏi có hoàn cảnh. Láng mẹ nó cho mi lẩu vô nhờ ngủ bi bi quân hút con kiểu nó phải phải đi đâu cử ba năm cày bàn nghỉ chính cho trắng mẹ chắc tiền. Hóa bà xuống món lâu nùng áo mở cỏ kiếm có má hà có lầy ơ cỏ hà thức bắt lòng nó nói tròi đừng kiệt thì kiệt phong xuống bò xuống mẹ thay đi xuống món lâu nùng áo. Một sao biển mệt ba chân quất kỳ lầu thay mở khỏi sọt tàng hả sang vân sọt phải chua hơn vi phạm chúc học bò học mẹ pin lòng và lắc lâu cày má buồn nôn trong tổ này đu lòng đàn khỏi sọt mi quan chúc chú con chú xiển xương vườn môn tay ngay con hai chúc bức ải hay tiền chúc bức em mất vì chèn cầu nhưng thảo như lại có lắng trời hở phổ miên của đàn ông mi ta buồn nôn các bò các mẹ mới nào chúc tuôn sọt má chúc học phổ miên ơi mi nên biết trai ta cần mặn chứ mà cử đưa qua mẹ đã học hàn ơi. Trân trọng cảm ơn những lời phát biểu thơm như hoa nhưng mà tỏa ra khắp hội trường và phát hiện cho hai bên gia đình rất nhiều. Một lần nữa xin tôi thể hồi hôn chúng ta sẽ nổ một tràng vỗ tay thật đặc biệt để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình của cho ba ngày hôm nay được không ạ? Bốc mũi sừng giòn tôi nói pin nào với. Đây là John Hải Kim Men nào. Vâng ạ, kính thưa quý vị khách quý thân mến và thân tới chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời đại gia đình hoàng tộc của nhà trai của chúng ta sẽ có những món quà yêu thương, món quà ý nghĩa để tặng đến cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, trước tiên xin được trân trọng kính mời ạ mẹ chú rể sẽ có một món quà nhỏ nhỏ, món quà yêu thương để gửi tặng đến cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Cũng xin được trân trọng kính mời tới ạ anh chị Diễm Thuy sẽ cùng chuẩn bị lên sân khấu đi ạ. Lầy hồi bó lũ nhất cái ai khó hay mà tóc cùng khôn nơ lũ nơ nhớ trẻ em bút mình mơ chơi bến xày ăn chấm trừ ai o em xình nơ đồ là lũ xài co em nơ em cứ bơ mi ngân căm mà xót sở co đồ là bơ mi ngân hà hào mắt hẹn sở mưa lũ uy cơ lờ và hạc quả tanh ở gần đầy nơ đồ là đù hùa co em nơ tầng cao bên đi bày đồ là em cởi chiếc này dệt bờ nặng hơn mẹ già à đều lê chấm chiếc này dệt bờ nặng bò cú là còi dệt bờ hồn nát nơ hở trộm chờ à và dệt bờ hồn à nơ hở trộm chờ mẹ em cánh ải lên nơ lùa là lụ hùa co em nơ ớt khai ní xăm bón cú xà tàn ai ớt dạn tò đủ bó hảo bó khăn bó hàng bó mi bé bún bé bàn bún ăn bàn cháu hay cả nhắc mi trường dòng khóng chăn bó khẹn phát kho thả bóng số khá hở lụ tàu tạm nà phố miên lụ tàu dòng chúc hở ải em hào hoàn bàn dưng xếp bì nhắc mi lùa nào vì nhâm mi lò xay sẽ rất làn phản căm hở lũ tàu hảo hẳn mặn dân là nơ em nơ. Một ngày liên tục chương trình cũng xin được trân trọng kính mời gia đình ông bà nhất ô sẽ cùng di chuyển về sân khấu để trao món quà yêu thương cho cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, các thưa quý vị khách quý thân mến, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời nồng nồng không một khí không cha, thân tạo sớm hôm mẹ nuôi con con lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở để con. Vâng, các thưa quý vị khách quý thân mến ạ, hôm nay con đã theo chồng, món quà kỷ vật tơ hồng thành đôi, chút quà kỷ vật mà thôi, mong cho dâu rể đời đời an khang. Dạ vâng, các thưa quý vị khách quý thân mến ạ, quả thật cũng là ngày xưa mà phát vốn cho con gà con vịt con lợn con mang về. Còn ngày nay xa thất nó lười quề, phát vốn cho con bằng những chiếc kiềng vàng một hai chỉ rất là to và thưa quý vị. Một tràng vỗ tay thật đặc biệt để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay được không quý vị ơi? Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn đến quý vị quý vị khách quý rất nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn món quà rất là ý nghĩa của đại gia đình hoàng tộc của nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Liên tục chương trình xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía bàn tiệc dành riêng cho hai bạn để cùng nhau khui rượu sâm panh để thưởng thức khai mạc buổi tiệc cưới trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin mời chú rể sẽ cùng cầm chai rượu lên đi ạ và sắp thật mạnh đi ạ.
tiên xin mời chương trình sẽ sắc thật mạnh cho chiều đi ạ. Một tràng vỗ tay thân nhân quý vị ơi, mời xin mời con dâu chương trình sẽ cùng tay trong tay sắc vào pha đê tình yêu của mình ạ. Xin mời. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến ạ, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu say, anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, rượu là biểu hiện cho sự nồng cháy ái ân của tình yêu, là sự khát vọng của con tim. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu được tê thắm và mật ngọt sẽ có điểm treo hương vị cuộc sống mai sau. Có thể quý vị đã cùng chứng kiến giây phút trọng đại hạnh phúc nhất của bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng quy tiếp chai rượu thứ hai như thế ạ. Chai rượu thứ hai này xin mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng rót vào những rượu nhóm hảo ở phía bên dưới tháp đi tình yêu của mình, để dâng lên những ngày làm cha làm mẹ của mình, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến những ngày làm cha làm mẹ của mình. Xin được trân trọng. Chưa nhấp đã say, rượu tình chưa nhấp mà say suốt đời. Cùng nhau rót chén rượu mừng, dấu cây dấu nhạc xin đừng quên nhau. Trăm năm đầu bạc mã đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu hôm nay. Mời em chén rượu giao thề, hữu duyên thiên lý cùng về bên nhau. Hai ta ý hợp tâm đầu, niềm vui mang đến nỗi sầu vơi đi. Một đại xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng rót tiếp vào những và tháp đi tình yêu của mình nhé. Vâng, thưa quý vị, quả thật là rót rượu thì phải rót cho hết, khi nào rót đến hết thì mới thôi, phải không quý vị? Có phải không ạ? Một tràng vỗ tay thật nhiệt nhất không quý vị ơi? Vâng ạ, xin mời cô dâu sẽ dâng rượu cho đại diện bên gia đình nhà trai và chú rể sẽ dâng rượu cho đại diện bên gia đình nhà gái đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Một lần nữa xin mời tôi thể quý vị ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mình một ly rượu thật này để cùng nâng ly chúc mừng cho hai bên gia đình của chúng ta ngày hôm nay, được không ạ? Trước khi uống, xin mời quý vị ở phía dưới chúng ta sẽ cùng hô khẩu hiệu đồng thanh thật to. 1, 2, 3, rô, 2, 3 uống và 2, 3 can. 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Chứ này là bị nào ngay đó, nhớ chân nào quyền xuống này bị nào ơi. Vâng ạ, xin mời hai bên gia đình của con ta sẽ cùng đi với nhau đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, quý vị ơi, rô thật to đi ạ. Bóng kiểm tra chén hai đô là ăn phù là với hành hải tướng sở nước pin ông nữa lẩu kẽ đây khóng xe dẻo đẹp pin ông nghe ba khó bước ăn lẩu hành nắp xe dẻo đẹp chung hơn à. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều ạ. Xin mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng bắt chặt tay nhau đây ạ. Cắm kèn cái này xin mời xem em ơi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều. Xin chúc cho mối tình thông xa giữa hai gia đình chúng ta sẽ cùng ngày càng gắn bó keo sơn phát chặt. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các bác. Xin mời các bác chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới để đến từng bàn tiệc để chúc rượu quý thân khách đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn các bác ạ. Vâng, cô dâu và chú rể sẽ cùng nán lại trên khấu một ít phút đi ạ. Xin mời tôi để quý vị sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu tình yêu của gia đình để cùng chứng kiến giây phút trọng đại hạnh phúc nhất của các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin hỏi quý vị một chút xíu ạ, quý vị có thấy chú rể của chúng ta có đẹp trai không ạ? Có đẹp trai không quý vị ơi? Còn cô dâu thì sao ạ? Có xinh gái không ạ? Vâng ạ, kính quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay chú rể của chúng ta thật là đẹp trai, mà cao to phong độ thì không ai đẹp bằng. Còn cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần, có phần đến đến lại thêm phần đất na, chỉ được quý như chị hằng nga, đến thêm bồng nguyên soái cũng phải khóc quà vì yêu. Mà chú rể thì trông giống xí kiều, cô dâu lại giống quý kiều ngày xưa. Hai bạn nhìn nhau ánh mắt đong đưa, nhìn nhau sẽ đắm mà lại say sưa tình nồng. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay chú rể của chúng ta còn là thỏa lòng mong ước của mình, bởi vì chú rể đã từng nói với cô dâu rằng ước gì anh lấy được nàng để anh đem gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng sửa chân.
và rồi qua sau quả chúng ta đã từng thỏa thẻ bên tai của chú thể rằng anh ơi trăng tròn đẹp nhất đêm rằm tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Dấu vâng tình yêu mà chú thể dành cho cô dâu không có gì so sánh bằng, và đám cưới ngày hôm nay sẽ là minh chứng cho tình yêu đó. Và để chứng minh cho tình yêu này đúng sự thật, tôi yêu cầu chú thể sẽ làm một điều gì đó nho nhỏ để thể hiện tình yêu của mình tới quý cô dâu trước sự chứng kiến của quý quan khách. Vâng ạ, quý vị có đồng ý cho chú thể của chúng ta hôn cô dâu một nụ hôn nồng cháy không ạ? Có không quý vị ơi? Một tràng pháo tay không đồng ý được không ạ? Có thể nụ hôn này diễn ra rất là chuyên nghiệp, yêu cầu cô dâu và chú thể của chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau một góc 90 độ đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Xin mời tay chú thể sẽ được lên bờ eo thon gọn của cô dâu và tay cô dâu sẽ được lên bờ vai vững chắc của chú thể. Một lần nữa xin mời cơ thể quý vị ở phía dưới ạ. Chúng ta đừng ngại ngần gì quý vị ơi, hãy cùng nhau rút ra cho mình những điện thoại iPhone Oppo Samsung của mình để cùng chụp lại, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ đây đi ạ. Vâng ạ, trước khi hôn mình có gợi ý nhỏ như này được rồi dành cho cô dâu và chú thể của chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà chú thể hôn vào trán của cô dâu, hai bạn sẽ chênh được 7 trai và 7 gái ạ. Đủ một đội bóng phải không quý vị? Có phải không ạ? Còn nếu mà chú thể hôn vào má của cô dâu, hai bạn sẽ chênh được 5 trai và 5 gái, đủ một đội bóng ạ. Có phải không ạ? Còn nếu mà chú thể hôn vào bờ môi nồng nàn của cô dâu, hai bạn sẽ chênh được 1 trai và 1 gái. Ngày hôm nay ngày của bạn, cô dâu cũng là của bạn, bạn thích không hơn quý vị. Phải không ạ? Chú thể đã sẵn sàng chưa? Của chúng ta đã sẵn sàng, cô dâu đã sẵn sàng chưa? Cô dâu và chú thể của chúng ta đã sẵn sàng. Một lần nữa xin mời cơ thể quý vị ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng đếm ngược, đếm to từ 3 đến 1 cùng doán đầu được không ạ? Vâng ạ, khi nào MC đếm từ 3 đến 1, cô dâu và chú thể mới được hôn nhau. MC sẽ đếm từ 1 đến 5 thì cô dâu và chú thể mới được nhả bờ môi ra. Có đồng ý không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Một tràng pháo tay chân nhìn đây không quý vị ơi? Chú rể của chúng ta 1-0. Có thể săn bằng tỷ số, tôi yêu cầu cô dâu sẽ hôn đáp trả chú rể của chúng ta cũng bằng nụ hôn như vậy. Quý vị có đồng ý không ạ? Và là lần này xin mời cô dâu ạ sẽ chủ động hôn chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng quay mặt vào nhau nữa đi ạ. Lần này xin mời cô dâu ạ sẽ chủ động hôn chú rể ạ. Quý vị ơi đến nhau đi ạ. 100 cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Xin chúc các bạn trăm năm tình duyên mãn bạc đầu nghĩa có thê. Vào tầm dưới năm tuổi sẽ có cháu nhỏ để vòng vào người ta. Và xin toàn thể hội trường cưới chúng ta sẽ nổ một tràng vỗ tay tận lòng nhiệt để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay được không ạ? Tổ mây sơn giòn từ máy pin nào đây? Và xin được trân trọng cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới để được từng bàn tiệc để chúc rượu quý quan hai điện. Xin được trân trọng kính mời ạ.